Chào mừng tất cả các bạn đã đến với khóa đào tạo định kỳ dành riêng cho lĩnh vực làm đẹp của Trinh ngày hôm nay. Tôi là Trinh Trần, giám đốc kinh doanh thương hiệu dược mỹ phẩm Hesi, và Trinh cảm thấy rằng là có rất nhiều bạn có khách hàng tìm tới nhưng không biết bán hàng, không biết cách chốt sale. Chính vì thế hôm nay Trinh sẽ chia sẻ với các bạn 25 tuyệt chiêu bán hàng đỉnh cao, giúp các bạn bán hàng tới tấp và biến khách hàng trở thành khách hàng trung thành. Cùng theo dõi nhé. Đầu tiên, khi mà khách hàng tìm tới chúng ta thì chúng ta hãy nên có một cái form đánh giá tình trạng da của khách hàng, hoặc các bạn hãy yêu cầu khách hàng ta chụp một cái hình ảnh camera thường của khách hàng gửi cho các bạn. Và sau đó thì các bạn hãy kèm theo hỏi những cái thông tin của khách hàng, ví dụ như là chị năm nay bao nhiêu tuổi này, chị đang làm trong môi trường làm việc như thế nào, hay là chị đang sử dụng các loại mỹ phẩm nào, chị đang chế độ ăn uống của chị ra sao, chế độ ngủ nghỉ của chị ra sao, môi trường làm việc của chị như thế nào. Thì tất cả những cái thông tin đấy các bạn hãy để cho khách hàng tự nói ra và cho khách hàng của mình tự đánh giá cái nền da của mình hiện tại trước khi các bạn đưa ra đánh giá và thăm khám nền da của mình đối với nền da hiện trạng của khách hàng. Tuyệt chiêu số 2 đó là tuyệt chiêu chốt thử nghiệm. Các bạn có thể nói với khách hàng của chúng ta rằng là: à chị ơi, em chốt cho chị một liệu trình chăm sóc da. Chị ơi, em chốt cho chị một liệu trình mặt nạ dưỡng da căng bóng phục hồi da sau 15 ngày sử dụng chị nhé. Và nếu khi các bạn nói đến đây là khách hàng ok, đồng ý cho các bạn gửi hàng thì đã quá tốt rồi. Còn nếu như trong trường hợp khách hàng chưa rep các bạn hoặc là khách hàng chưa trả lời các bạn, thì các bạn hãy tiếp tục bằng một câu hỏi đó là: chị ơi, chị còn băn khoăn hay là phân vân về vấn đề nào đó không? Em có thể giúp chị giải đáp thắc mắc hay là băn khoăn của chị được không? Thì khi mà khách hàng có một cái động tác đó là khách hàng sẽ trả lời câu hỏi của bạn, dựa vào câu trả lời của khách hàng và chúng ta sẽ tiếp tục đi giải quyết vấn đề và tiến hành tới bước tiếp theo, đó là bước bán hàng cho khách hàng. Tuyệt chiêu số 3 đó là tuyệt chiêu giả vờ như khách hàng đã mua. Ở tuyệt chiêu này thì các bạn hãy vượt qua ranh giới là khách hàng có mua hay không, mà các bạn hãy coi như là khách hàng đã mua hàng của chúng ta rồi, đã đồng ý mua hàng của chúng ta rồi. Và các bạn hãy hỏi khách hàng những cái câu hỏi ví dụ như là: à chị ơi, thì vậy thì chị lấy sản phẩm serum HA hay là chị lấy sản phẩm kem cô minh cấp bẩm phục hồi da? Chị lấy một liệu trình hay là chị lấy hai liệu trình chăm sóc da để em ghi thẻ cho chị nhé. Và đối với cái tuyệt chiêu này thì nó sẽ giúp các bạn thúc đẩy nhanh quá trình quyết định của khách hàng tiến tới việc mua hàng của chúng ta. Thay vì việc là các khách hàng đang phân vân không biết rằng là có mua hay không mua, thì khách hàng đã bị chúng ta gài vào một cái bẫy rằng là: à chị đã mua hàng của em rồi, và chỉ là chị đang lựa chọn sản phẩm nào để mua thôi. Và khi mà Trinh áp dụng cái tuyệt chiêu này vào khách hàng ở tại spa của mình ý, thì từ một khách hàng đang rất khó tính, nhân viên không tư vấn được liệu trình, thì khi mà xuống ấy thì Trinh tư vấn cho khách hàng: à em thấy rằng là da của chị đang rất là được cải thiện sau cái buổi chăm sóc của em rồi đấy, và không biết rằng là chị sẽ lấy 5 buổi hay là 10 buổi chăm sóc để tiện cho mình hơn. Từ một cái việc là khách hàng đang không có ý định mua hàng, không có ý định mua liệu trình của mình, khách hàng ấy thì khách hàng đã chốt đó là: à thế thì cho chị mua 5 buổi trước đã nhé. Và cái việc chốt 5 buổi hay chốt 10 buổi nó sẽ chỉ là sớm hay muộn. Và khi mà khách hàng đã có một động tác chốt hàng của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ có cơ hội để chăm sóc khách hàng về sau hơn nữa. Và chúc các bạn sẽ thành công với tuyệt chiêu này nhé. Tuyệt chiêu số 4 đó là tuyệt chiêu đưa ra lựa chọn thay thế. Đối với tuyệt chiêu này thì Trinh ví dụ với các bạn đó là khi mà khách hàng tới với chúng ta mà có một cái nhu cầu về chăm sóc, đó là chăm sóc cấp ẩm và phục hồi. Những cái sản phẩm cho khách hàng của chúng ta sử dụng đó là bao gồm 4 sản phẩm này: toner, HA, mặt nạ cấp bẩm phục hồi và kem dưỡng cấp bẩm phục hồi. Tuy nhiên trong cái điều kiện mà khi mà các bạn tư vấn cả một cái combo 4 sản phẩm cho khách hàng của chúng ta, nếu như khách hàng của ta còn phân vân về giá hay phân vân về bất cứ vấn đề gì, thì các bạn hãy đưa ra một cái option số 2 cho khách hàng của ta, đó là: à nếu như chị muốn bắt đầu cải thiện nền da của mình, muốn bắt đầu cấp bẩm phục hồi cho nền da của mình, thì chị có thể bắt đầu cho em bằng cái sản phẩm đó là mặt nạ cấp bẩm phục hồi kết hợp với cả kem dưỡng cấp bẩm, cho cái nền da của mình bắt đầu quen với sản phẩm tốt hơn. Lo rằng là các bạn không bán được hàng, chỉ có thể rằng là các bạn bán được nhiều hay bán được ít sản phẩm mà thôi. Và Trinh chúc các bạn sẽ bán được sản phẩm cho khách hàng nhé. Tuyệt chiêu số 5 đó là tuyệt chiêu đồng cảm, sau đó là chia sẻ. Đối với cái tuyệt chiêu này thì Trinh ví dụ với các bạn như là cho khách hàng của ta, nếu như khách hàng của chúng ta chê đắt, đầu tiên chúng ta sẽ đồng cảm với khách hàng rằng: à chị ơi, ngày trước em cũng thấy rằng là có giá khá là cao, nhưng mà em quyết định rằng là em vẫn quyết tâm em sẽ phải cải thiện nền da của mình, và em đã quyết định là em vẫn mua hàng, em vẫn sử dụng sản phẩm này. Và chị ơi, sau khi sử dụng xong thì em thấy rằng là đối với giá thành của sản phẩm so với giá trị của sản phẩm đem lại cho nền da của em thì em thấy nó quá là rẻ luôn. Và khi mà các bạn có một cái động tác đồng cảm với khách hàng như vậy, rằng ngày xưa em cũng thấy đắt
nhưng em vẫn quyết tâm làm, em vẫn quyết tâm dùng. Thì đến bây giờ sau khi mà em quyết tâm em mua và em dùng xong thì da của em đã được cải thiện hơn rất là nhiều. Và khi mà khách hàng có cái sự đồng cảm cũng như là chia sẻ của bản thân chúng ta với khách hàng ấy, thì khách hàng sẽ thấy một cảm giác rất là thân thiện và khách hàng sẽ dễ dàng tiến tới việc mua hàng của các bạn hơn. Tuyệt chiêu số 6 đó là tuyệt chiêu bán hàng bằng sự so sánh tương phản. Với tuyệt chiêu này thì các bạn sẽ chỉ áp dụng cho những khách hàng của chúng ta khó tính hoặc là khách hàng có sự am hiểu về mỹ phẩm thị trường. Để ứng dụng được cái tuyệt chiêu này thì các bạn cũng sẽ phải là người am hiểu về sản phẩm của mình, các loại mỹ phẩm ở trên thị trường. Chính ví dụ như một chị khách hàng tới và nhờ chúng ta tư vấn về sản phẩm điều trị mụn và chị ấy nói rằng là em ơi, không biết là cái sản phẩm tên A này ở trên thị trường nó có điều trị mụn ok hay không, hoặc là khách hàng sẽ hỏi chúng ta một câu hỏi ví dụ như là chị thấy rằng là cô bạn của chị dùng cái sản phẩm này cũng khá là hiệu quả và chị đang có ý định muốn sử dụng cái sản phẩm đấy thì không biết rằng là cái sản phẩm bên em có cái công dụng như thế nào và có điều gì khác biệt so với những sản phẩm tốt ở trên thị trường mà đã có danh tiếng hay không. Thì đối với trường hợp này thì các bạn sẽ thể hiện cái sự am hiểu, hiểu biết của các bạn như thế nào. Trinh ví dụ như là đối với Trinh trong trường hợp đấy thì Trinh sẽ nói chuyện với khách hàng rằng là chị ơi, khách hàng của em tìm tới em đã có rất nhiều khách hàng sử dụng cái sản phẩm đấy rồi và khách hàng phản hồi với em rằng là cái sản phẩm đấy cũng phải trải qua một cái thời gian 1 tháng hoặc 2 tháng thì nó mới có hiệu quả trên da của khách hàng. Và đối với riêng nhãn hàng của bên em hoặc là đối với riêng spa của em sử dụng cái sản phẩm serum mụn của bên em thì sẽ chỉ từ 24 đến 48 giờ thôi, nó đã có hiệu quả trên da của chị rồi. Nó đã giúp thu gom cồi này, nó đã giúp giảm viêm và kháng viêm cho chị chỉ sau 24 đến 48 giờ thôi. Và đã có rất nhiều khách hàng sử dụng và cho hiệu quả rồi và chị hãy trải nghiệm cái sản phẩm này của bên em nhé. Tuyệt chiêu số 7 đó là tuyệt chiêu sử dụng phương pháp đòn bẩy. Ở tuyệt chiêu này thì các bạn hãy một lần nữa nhìn lại hình ảnh tình trạng da của khách hàng, nhìn vào form đánh giá tình trạng da của khách hàng và chúng ta sẽ nhấn mạnh, chúng ta sẽ xoáy sâu vào nỗi đau nổi cộm nhất trên nền da của khách hàng để chúng ta tư vấn khách hàng. Chính ví dụ như khách hàng có một nền da đang bị mụn rất là nặng thì các bạn hãy xoáy sâu vào vấn đề bị mụn, đó là chị ơi, nếu như chị không chữa điều trị mụn ngay từ bây giờ thì rất dễ để sau này chị sẽ để lại thâm rất là lâu và để lại rỗ và sẹo rỗ. Cái việc mà điều trị thâm hay là điều trị sẹo rỗ nó còn lâu hơn và tốn kém chi phí hơn rất nhiều lần so với việc chị điều trị mụn của ngày hôm nay. Hoặc đối với một số tình trạng da của khách hàng bị nhăn nheo, lão hóa, chảy xệ và chúng ta tư vấn sản phẩm skincare tại nhà thì chúng ta sẽ đánh vào nỗi đau, đó là chị ơi, ở cái độ tuổi ngoài 25-30 như chị em chúng ta thì da của chúng ta lão hóa rất là nhanh và hãy ngay từ bây giờ chị hãy có một cái chế độ chăm sóc nền da của mình để nền da của mình giữ được độ thanh xuân cho mình để chống già chị nhé. Tuyệt chiêu số 8 nó là tuyệt chiêu hỏi rồi im lặng. Có nghĩa rằng là với mỗi một câu hỏi mà bạn hỏi khách hàng của chúng ta, ví dụ như là chị ơi, chị có muốn cải thiện về tình trạng lỗ chân lông của chị hay không? Chị ơi, chị có muốn da của chị sáng và đồng đều màu da hay không? Chị ơi, chị có muốn nền da của chị giảm thiểu nếp nhăn xuất hiện ở trên da của chị hay không? Thì đối với mỗi một câu hỏi mà chúng ta hỏi khách hàng của chúng ta thì chúng ta hãy dừng lại trong khoảng từ 3 đến 5 giây để khách hàng của chúng ta có thời gian suy nghĩ và trả lời lại câu hỏi của chúng ta cũng như là tương tác lại với chúng ta. Chúng ta đừng có đặt ra một loạt câu hỏi và tự trả lời. Như vậy thì khách hàng sẽ cảm thấy không thân thiện và không có sự tương tác cũng như là dẫn đến mua hàng của chúng ta sẽ giảm thiểu đi đáng kể. Tuyệt chiêu số 9, tuyệt chiêu tạo điểm chạm, biến khách hàng từ lạ trở thành thân quen. Chính ví dụ như nếu như chúng ta đã tư vấn một hồi cho khách hàng rồi nhưng khách hàng vẫn chưa mua sản phẩm của chúng ta thì chúng ta có thể nói chuyện với khách hàng để làm sao cho khách hàng với chúng ta trở nên thân thiết hơn. Chính ví dụ như chị ơi, chị ở đâu thế ạ? Chị ơi, chị đang làm công việc gì? Khách hàng sẽ trả lời chị đang làm công việc văn phòng thôi em ạ. Thì bạn có thể tạo một cái điểm chạm. Ví dụ như Trinh sẽ tạo một cái điểm chạm với khách hàng rằng là chị ơi, ngày trước em cũng làm văn phòng, em cũng làm kế toán, em cũng làm hành chính, em cũng làm nhân viên hành chính nhân sự ở văn phòng đấy. Và em thấy rằng là cái công việc của mình rất là hay mệt mỏi và ngồi điều hòa nhiều đúng không ạ? Thì da của chị không biết là nó có bị khô do ngồi điều hòa nhiều không? Và chúng ta hãy tạo những cái điểm chạm với khách hàng của chúng ta để khách hàng thấy rằng là thân quen, và cái việc khi mà một người thân quen tới cái việc mua hàng thì nó sẽ nhanh chóng hơn là cái việc chúng ta từ một người lạ và chúng ta mua hàng. Đến một cái tuyệt chiêu số 10, đó là tuyệt chiêu về viết thư cảm nhận và lời cảm ơn. Ở tuyệt chiêu này thì các bạn sẽ gửi đơn hàng của khách hàng
mua sản phẩm của chúng ta và kèm theo cái gói hàng sản phẩm đó thì các bạn hãy nên viết một cái thư cảm ơn và lời cảm ơn chân thành của mình gửi tới khách hàng. Ở cái thời đại thông tin như hiện nay, cái việc mà chúng ta sử dụng tin nhắn cũng như là phương tiện truyền thông nó vô cùng là phổ biến. Tuy nhiên nếu như ở thời đại này các bạn nhận được một bức thư tay của một người xa lạ gửi cho mình thì bạn có thấy hạnh phúc không? Và Trinh sẽ thấy rất là hạnh phúc đối với những ai mà viết một bức thư tay cho Trinh, và chắc chắn rằng Trinh sẽ mua hàng lần kế tiếp theo của cái người bán hàng đó. Tuyệt chiêu 11, nghệ thuật sử dụng hiệu ứng đám đông, đòn bẩy tâm lý. Nếu như khách hàng chưa tin tưởng vào sự tư vấn của các bạn cũng như là chưa tin tưởng vào sản phẩm mà chúng ta tư vấn cho khách hàng thì các bạn hãy đừng dừng lại ở việc đó, mà những ngày sau các bạn hãy vẫn cứ tương tác với khách hàng và hãy đăng tải những bài viết liên quan và xoáy sâu vào vấn đề mà khách hàng đang gặp phải. Chính ví dụ như khách hàng đang muốn cải thiện về tình trạng da đều màu cũng như là cải thiện tình trạng về lỗ chân lông to, thì những ngày sau đó các bạn hãy đăng những cái feedback của khách hàng cũng như là công dụng của sản phẩm về những cái công dụng xe nhỏ lỗ chân lông và giúp đều màu da. Chính ví dụ như chúng ta hãy xoáy sâu vào combo HA đa phân tử và kem đêm Reborn giúp đều màu và trắng sáng da, thì các bạn hãy đăng những công dụng của hai sản phẩm này cũng như là những cái feedback của khách hàng. Chị khách hàng này của em Trinh đã sử dụng cái combo sản phẩm này sau 28 ngày là da đã được cải thiện như thế này. Và các bạn hãy đăng những cái hình ảnh trước sau feedback của khách hàng cũng như là những cái đoạn chat, tin nhắn giữa khách hàng và chúng ta để thể hiện thêm sự tin tưởng với khách hàng mà chúng ta nhắm tới. Và các bạn hãy đừng bỏ qua những cái cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể bán được hàng cho khách hàng nhé. 12. Tuyệt chiêu nghệ thuật sử dụng sự hợp lý trong khi tư vấn sản phẩm. Ở tuyệt chiêu này thì các bạn hãy tư vấn cho khách hàng của chúng ta như thế nào? Chính ví dụ như một khách hàng tới với chúng ta với mục đích đó là muốn cải thiện về độ ẩm cũng như là giúp phục hồi nền da, thì chúng ta sẽ tư vấn cho khách hàng ta 4 sản phẩm, đó là sản phẩm toner, HA, mặt nạ và kem cô minh cấp ẩm phục hồi. Thì đối với combo 4 sản phẩm này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 triệu đồng, trên dưới 2 triệu đồng một chút. Và các bạn sẽ dùng một cái ngôn từ như sau, đó là: chị ơi, đối với 2 triệu đồng một combo cấp ẩm phục hồi nền da cho chị sử dụng trong vòng 3 tháng thì em thấy rằng là quá hợp lý để mình đầu tư một bộ sản phẩm như thế này vào chăm sóc và điều trị da cho mình. Và em tin rằng là với chỉ 700.000 mỗi tháng thôi, chị sẽ có một nền da cấp ẩm và phục hồi nền da nhanh chóng, và em chúc chị nhanh chóng có một nền da đẹp. Và em chốt cho chị bộ combo sản phẩm này chị nhé. Tuyệt chiêu số 13, tuyệt chiêu cam kết sự rủi ro. Đối với tuyệt chiêu này thì chúng ta sẽ hay áp dụng với đối tượng khách hàng có nền da nhạy cảm, hoặc đối với những nền da khách hàng mà ngại sự thay đổi mỹ phẩm. Chúng ta sẽ tư vấn với khách hàng chúng ta đó là: à chị ơi, sản phẩm bên em là sản phẩm dược mỹ phẩm được nghiên cứu phù hợp nhất với nền da của phụ nữ châu Á. Tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu thì vẫn sẽ có một vài trường hợp mà nó sẽ không tiếp nhận sản phẩm, hoặc là nó tiếp nhận sản phẩm chậm hoặc là hơi kém. Thì với những cái trường hợp như thế này thì em sẽ cam kết đồng hành với chị. Và nếu như chẳng may những trường hợp đó lại rơi vào nền da của chị thì em sẽ cam kết đồng hành với chị cho đến khi nào nền da của chị được cải thiện thì thôi. Và em tin chắc rằng là để nền da của chị đến cải thiện thì thôi, và chị hãy tin tưởng ở em nhé. Tuyệt chiêu số 14, nghệ thuật ship ngay, free ship. Đối với tuyệt chiêu này thì các bạn sẽ nói chuyện với khách hàng của chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ nói chuyện như sau: à chị ơi, chị cho em thông tin nhận hàng của chị nhé, để em báo các bạn gửi ngay cho chị trong ngày hôm nay. Và đối với đơn hàng của chị trong ngày hôm nay thì em sẽ xin phép là free ship đơn hàng này cho chị nhé. Và với cái việc là chúng ta nói với khách hàng của chúng ta là ship ngay, ship luôn và free ship như vậy thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình làm luôn và ngay của khách hàng, dẫn tới việc là khách hàng sẽ chốt đơn hàng của chúng ta một cách nhanh chóng hơn. Tuyệt chiêu số 15, tuyệt chiêu gia tăng vòng lặp. Đối với tuyệt chiêu này thì các bạn hãy căn thời gian sử dụng sản phẩm hay là sử dụng liệu trình của khách hàng để chúng ta chăm sóc lại. Chính ví dụ như một lọ sữa rửa mặt tạo bọt của nhà AC sẽ có thời gian sử dụng đó là trong vòng từ 2,5 đến 3 tháng. Thì đối với mỗi khách hàng khi mua sản phẩm của chúng ta hãy căn trong khoảng thời gian từ 2,5 đến 3 tháng. Chúng ta nhắn tin, chúng ta hỏi thăm lại tình trạng da của khách hàng. À, chị ơi, dạo này chị có sử dụng đều đặn sản phẩm sữa rửa mặt của bên em hay không? Chị thấy da của chị như thế nào rồi? Dạo gần đây thì da chị có cái vấn đề gì trên da không? Để em sẽ tư vấn da cho chị được cải thiện hơn nhé. Và cái việc chúng ta nói chuyện lại với khách hàng như vậy, chúng ta sẽ có một cái điều kiện. Và cái việc chúng ta nhắn tin hỏi thăm lại khách hàng như vậy, chúng ta sẽ tạo một cái điều kiện tốt nhất để chúng ta tư vấn sản phẩm tiếp theo, tư vấn sản phẩm để chúng ta bán lại và gia tăng khả năng bán thêm sản phẩm cho khách hàng. Sản phẩm bên em là sản phẩm dược mỹ phẩm cao cấp được nghiên cứu bởi các chuyên gia và bác sĩ, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm nhất. Tuy nhiên kể cả những sản phẩm danh tiếng nhất trên thị trường vẫn sẽ có một vài trường hợp rất nhỏ
chưa phù hợp. Và nếu như nền da của chị chẳng may chưa phù hợp với sản phẩm thì em cam kết đồng hành cải thiện nền da cho chị, nên chị an tâm sử dụng nhé. Tuyệt chiêu số 16, tuyệt chiêu dùng thử trải nghiệm. Đối với tuyệt chiêu này thì chúng ta sẽ áp dụng cho một số sản phẩm mà chúng ta có thể chiết trinh, ví dụ như sản phẩm kem body của nhà Hesi, hay là sản phẩm serum mụn của nhà Hesi, hoặc là một sản phẩm nữa đó là sản phẩm mặt nạ placenta của nhà Hesi. Thì đối với những cái sản phẩm mà chúng ta có thể chiết hoặc chúng ta có thể tách nhỏ ra thì chúng ta có thể tiến hành tặng khách hàng, trong trường hợp là khách hàng của chúng ta chưa mua hàng. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Chị ơi, em xin phép tặng chị một miếng mặt nạ placenta của nhà Hesi với công dụng chính đó là cấp ẩm và phục hồi nền da nhanh chóng, và chị cho em xin thông tin để em có thể gửi tặng chị món quà này nhé. Và sau khi mà chúng ta gửi tặng món quà cho khách thì sẽ xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là khách hàng của chúng ta có thể rằng là khách hàng sẽ mua thêm, ủng hộ bạn một sản phẩm nào đó. Hoặc nếu như khách hàng chưa mua sản phẩm của bạn thì cũng không sao, bạn hãy cứ gửi cái phần quà đấy cho khách hàng và chúng ta sẽ chăm sóc khách hàng. Chúng ta sẽ hỏi han khách hàng rằng là chị ơi, chị nhận được sản phẩm của em chưa, và các bạn sẽ hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng ta và sẽ xin lại cảm nhận và feedback của khách hàng. Ít nhất ra một điều đó là các bạn cũng sẽ thu lại được feedback, và chúng ta sẽ cứ chăm sóc khách hàng, và đến một thời điểm nhất định khách hàng đủ sự tin tưởng và khách hàng có sự trải nghiệm với sản phẩm của chúng ta thì khách hàng sẽ dễ dàng mua hàng của các bạn hơn. Tuyệt chiêu số 17, tuyệt chiêu bán hàng theo combo hoặc liệu trình. Đối với tuyệt chiêu này thì các bạn hãy tư vấn sản phẩm cho khách hàng của chúng ta theo một cái liệu trình hoặc một cái combo nào đó để giúp khách hàng của chúng ta cải thiện nền da. Chính ví dụ như thay vì việc các bạn bán một hộp mask thì các bạn hãy combo nó lại thành 3 hộp mask. Chị ơi, đối với cái sản phẩm mask bên em ấy thì sử dụng từ 12 đến 15 ngày liên tục sẽ cho nền da đủ ẩm, căng bóng và trắng sáng. So với những người khác bán từ 1 đến 2 hộp mask thì Trinh bán từ 3 đến 5 hộp mask một lúc. Bởi vì sao? Bởi vì khi khách hàng của chúng ta sử dụng theo liệu trình và theo combo thì nền da của khách hàng sẽ được cải thiện nhiều hơn, và khách hàng không biết điều đó, và việc đó là việc của các bạn. Việc của các bạn là tư vấn cho khách hàng của chúng ta sử dụng sản phẩm theo liệu trình và combo để cải thiện nền da tối đa, và đấy là cách Trinh gia tăng doanh số mỗi ngày. Số 18, tuyệt chiêu khách hàng may mắn. Đối với tuyệt chiêu này thì chúng ta sẽ nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng để giúp thúc đẩy nhanh quá trình mua hàng của khách hàng. Chúng ta sẽ nói với khách hàng như sau: chị ơi, chị là người khách thứ 10 mua hàng của em trong ngày hôm nay và trở thành người khách hàng may mắn của em. Em xin phép được tặng chị 2 miếng mặt nạ cấp ẩm phục hồi da chuyên sâu, giúp dưỡng ẩm và dưỡng sáng da, đều màu da. Chị cho em địa chỉ, thông tin để em ship quà tặng cho chị nhé. Và vị khách số 10 hay số 1, chỉ bạn biết thôi nhé. Số 19, tuyệt chiêu nhờ mở hàng may mắn. Đối với tuyệt chiêu này thì các bạn sẽ áp dụng trong những trường hợp vào đầu tháng hoặc là khi chúng ta mới nhập sản phẩm về. Với tuyệt chiêu này thì các bạn sẽ mở lời với khách hàng của chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ phải tự chủ động nhắn tin cho khách hàng của chúng ta và nói như sau: chị ơi, em mới nhập hàng sản phẩm mới của công ty về hôm nay. Hoặc chị ơi, hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng, ngày mùng 2 đầu tháng, em nhờ vía mát tay của chị mở hàng giúp em một sản phẩm để em buôn may bán đắt cả tháng chị nhé. Và đối với tâm lý của người Việt Nam thì thông thường khi mà các bạn được nhờ vả, được người ta nhờ một điều gì đó thì các bạn sẽ rất dễ là các bạn giúp người ta. Và đối với trường hợp này, tuyệt chiêu này thì chúng ta sẽ chỉ nên áp dụng cho một số sản phẩm, chính ví dụ như là những cái sản phẩm mà các bạn có khả năng quay vòng cao, ví dụ như sản phẩm sữa rửa mặt hay sản phẩm mặt nạ hoặc là sản phẩm dung dịch vệ sinh. Và những cái sản phẩm giá thành nó thấp một chút thôi thì khách hàng của chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra cái quyết định là mua hàng, mở hàng cho các bạn. Số 20, tuyệt chiêu bán hàng bằng câu chuyện. Ở tuyệt chiêu này thì các bạn sẽ viết những bài viết kể lại một cách chân thực nhất quá trình điều trị của khách hàng hoặc của chính bản thân của chúng ta gắn với một sản phẩm nào đó mà các bạn đang nhắc tới. Hoặc các bạn cũng có thể viết về câu chuyện của chính bản thân của chúng ta tới với nghề như thế nào. Ở bài viết này thì yếu tố chân thành và chân thực là yếu tố vô cùng quan trọng. Các bạn sẽ phải viết bài làm sao để khách hàng nhìn thấy chính bản thân của khách hàng trong câu chuyện của chúng ta. Trinh ví dụ như bản thân Trinh là một cô gái xuất phát điểm là một cô gái làm việc văn phòng, làm việc hành chính. Và khi Trinh viết câu chuyện đó ra thì Trinh mới nhận ra một điều rằng là cũng có rất nhiều chị em cũng giống Trinh, cũng chuyển nghề giống như Trinh. Và hiện tại bây giờ thì đã có rất nhiều chị em làm việc và đồng hành cùng với Trinh.
Một keyword ở đây các bạn cần phải nắm được đó là yếu tố chân thành và chân thực, và chúng ta sẽ phải gửi gắm tình cảm của chúng ta trong đó. Và Trinh chúc các bạn sẽ thành công với tuyệt chiêu này nhé. Số 21, tuyệt chiêu bán hàng bằng video chia sẻ. Ở thời đại video lên ngôi thì các bạn cần nghiêm túc đầu tư chất xám của mình vào việc truyền tải thông tin qua video nhé. Hãy làm những video liên tục và thường xuyên để chuyển đổi những thông tin từ dạng chữ sang dạng video. Như vậy thì khách hàng sẽ dễ dàng tiếp nhận thông tin của các bạn hơn. Phần mềm được sử dụng để chỉnh sửa video trên điện thoại được ứng dụng rộng rãi nhất hiện nay đó là phần mềm CapCut. Và nếu như bạn chưa biết cách sử dụng phần mềm này cũng như mong muốn có được những cái kiến thức chỉnh sửa video chuyên nghiệp thì các bạn có thể tham gia vào nhóm học miễn phí của Trinh nhé. Ở tại nhóm học này thì Trinh đã hướng dẫn các bạn từng ứng dụng, từng chức năng và từng những cái kiến thức căn bản nhất để các bạn có được một video thu hút, và Trinh chúc các bạn sẽ tạo ra được những video thu hút triệu view nha. Tuyệt chiêu số 22, nhờ người có tầm ảnh hưởng viết bài feedback. Ở tuyệt chiêu này chúng ta sẽ cần sử dụng tới các mối quan hệ xung quanh của chúng ta, và các bạn hãy là người chủ động nhắn tin để nhờ những người có tầm ảnh hưởng viết bài feedback cho bạn nhé. Trinh ví dụ như bản thân Trinh có quen một chị làm trong lĩnh vực phun xăm, và chị ấy có rất nhiều khách hàng quan tâm đến lĩnh vực làm đẹp. Chính vì thế nên Trinh đã ngỏ lời chủ động nhắn tin cho chị ý và ngỏ lời như sau: chị ơi, bên em có dòng sản phẩm mặt nạ Placenta Hesimat, là một cái dòng sản phẩm đỉnh chóp trong việc cấp ẩm và phục hồi nền da. Chị ơi, chị cho em xin thông tin nhận hàng của chị để em gửi tặng chị một hộp để chị dùng trải nghiệm nhé. Và nhân tiện đây thì em cũng muốn chị dùng và cho em những cái feedback để em biết xem rằng là sản phẩm của mình có thực sự là hiệu quả như em cảm nhận hay không. Và sau khi Trinh gửi tặng quà cho chị ấy thì Trinh theo dõi xem là hôm nào chị nhận được hàng. Và sau khi nhận được hàng thì Trinh lại tiếp tục chăm sóc chị ấy bằng cách đó là hướng dẫn chị sử dụng và hỏi lời cảm nhận cũng như là phản hồi của chị với cái sản phẩm mà Trinh tặng chị ấy. Ở đây sẽ có hai phương án. Thứ nhất là nếu như chị ấy không thích sản phẩm hoặc là sản phẩm chưa làm cho chị ấy hài lòng thì các bạn hãy chăm sóc tiếp và các bạn hãy hỏi xem là chị không thích sản phẩm ở đâu để chúng ta biết, để chúng ta khắc phục và chúng ta sẽ nói chuyện với những cái khách hàng của chúng ta phía sau. Còn nếu trong trường hợp là chị ấy rất là thích sản phẩm thì các bạn hãy hỏi feedback của khách hàng qua nhắn tin. Và nếu như qua nhắn tin mà chị có phản hồi tốt thì bạn hãy ngỏ lời: à, chị ơi, đối với sản phẩm của bên em thì em thấy rằng là chị cũng khá là thích sản phẩm, thì em cũng mong muốn rằng là chị viết một bài feedback cho em ở trên trang Facebook hoặc là trên trang Zalo có tên Tang Em Chị nhé. Và Trinh tin rằng là đối với những người mà đã nhận quà của chúng ta thì chắc chắn rằng chị ấy sẽ sẵn lòng để viết một bài feedback có tang tên bạn. Số 23, tuyệt chiêu nhắm ca khách hàng. Trinh ví dụ như đối với tuyệt chiêu này thì Trinh sẽ áp dụng như sau. Trinh sẽ đăng một bài đăng với nội dung đó là: Trinh dành ra 10 mẫu serum mụn chiết để dành tặng cho 10 khách hàng đang có gặp phải vấn đề về mụn như là mụn ẩn, mụn viêm hay là mụn đầu đen, và hãy nhanh tay inbox cho Trinh để nhận món quà này nhé. Và đối với một bài đăng như vậy thì cái mục đích của Trinh nhắm tới ở đây đó là nhắm tới những khách hàng và những cái đối tượng khách hàng đang bị vấn đề về mụn. Việc tặng quà cho đúng một đối tượng, nhắm vào đúng một đối tượng khách hàng thì chúng ta sẽ có những lợi ích gì? Chúng ta sẽ có hai lợi ích ở đây. Lợi ích thứ nhất đó là chúng ta tạo một cái điều kiện tốt nhất để chúng ta thăm khám da cho đối tượng mà chúng ta đang nhắm tới. Cụ thể ở trong ví dụ này của Trinh đó là nhắm tới khách hàng đối tượng mụn. Thì khi mà khách hàng bị mụn và có nhu cầu chữa mụn tới với các bạn thì các bạn sẽ có một cái điểm xuất phát ban đầu đó là chúng ta sẽ khám được da cho khách hàng. Và khi mà các bạn khám da cho khách hàng thì sẽ tạo một điều kiện tốt nhất để các bạn có thể tư vấn sản phẩm điều trị cho khách hàng một cách tốt nhất. Và cái lợi ích thứ hai đó là các bạn sẽ tạo một cái điều kiện tốt nhất để các bạn tư vấn thêm những sản phẩm khác. Trinh ví dụ như đối với một người đang bị rất là ít mụn thì các bạn tặng một cái mẫu serum mụn chiết để cho họ dùng ở tại nhà là đủ rồi. Tuy nhiên khi mà nhìn nền da, các bạn sẽ có một cái điều kiện tốt nhất để các bạn tư vấn thêm những sản phẩm khác. Trinh ví dụ như là chúng ta có thể tư vấn thêm về sản phẩm làm sạch cũng như là sản phẩm cấp ẩm phục hồi cho nền da sau mụn. Đó, đấy là những cái lợi ích mà các bạn có thể nhắm vào trúng một đối tượng để các bạn tặng quà và tư vấn sản phẩm. Và các bạn hãy làm luôn và ngay cái phương pháp này, cái tuyệt chiêu này của Trinh để có thể là gia tăng thêm đơn hàng của mình nhé. Số 24, tuyệt chiêu sử dụng câu hỏi ngược. Khi mà chúng ta tư vấn với khách hàng thì có thể là có một số khách hàng sẽ trả lời và từ chối lịch sự. Ví dụ như là: à, em ơi, để chị xem là chị có phù hợp với cái sản phẩm này hay không, rồi chị sẽ inbox em để mua lại sau nhé. Hoặc là một số cái câu trả lời và từ chối khéo của khách hàng. Thì đối với những cái câu từ chối khéo của khách hàng như thế này thì các bạn sẽ sử dụng cho Trinh một tuyệt chiêu, đó là các bạn hãy hỏi ngược lại khách hàng. Trinh ví dụ như là các bạn có thể hỏi khách hàng những câu hỏi ví dụ như là: à, chị ơi, có phải là chị đang băn khoăn về cái giá thành sản phẩm của bên em phải không ạ? Hoặc là các bạn có thể hỏi khách hàng những câu hỏi ví dụ như là: có phải là chị đang băn khoăn không biết rằng là sản phẩm bên em có thể làm cho da của chị cải thiện phải không ạ? Thì
đối với những cái câu hỏi này, câu hỏi chúng ta đặt ngược lại cho khách hàng là những câu hỏi mà xoáy sâu và một lần nữa hỏi lại khách hàng cái vấn đề mà khách hàng đang gặp phải là gì. Và các bạn hãy ngay lập tức khi mà biết câu trả lời của khách hàng là gì thì các bạn hãy đi giải quyết vấn đề và hãy làm cho khách hàng hiểu rõ hơn về cái vấn đề và làm hài lòng hơn để các khách hàng nhanh chóng đi tới quyết định mua hàng hơn bạn nhé. Số 25, tuyệt chiêu tuyển cộng tác viên. Đối với tuyệt chiêu này thì thông thường sẽ áp dụng cho những trường hợp mà các bạn đã có một cái tầm ảnh hưởng nhất định hoặc các bạn đang kinh doanh ở một mức độ khá là ổn định. Thì khi mà các bạn làm cái phương pháp tuyển cộng tác viên, cái tuyệt chiêu tuyển cộng tác viên này thì các bạn sẽ gia tăng được cái hiệu quả của mình hơn. Các bước làm như thế nào? Đầu tiên các bạn sẽ phải tạo cho trên một nhóm, có thể là nhóm chat ở Zalo và cũng có thể là nhóm chat ở Facebook, và các bạn hãy đặt tên cho cái nhóm của mình. Trinh ví dụ như đối với bản thân Trinh thì Trinh sẽ đặt một cái tên đó là nhóm cộng tác viên ngàn đơn. Đó. Tiếp theo ở bước số 2 thì các bạn hãy add những thành viên của mình vào, add những cái thành viên mà đã đang bán hàng với mình hoặc những thành viên mà bạn biết đang quan tâm đến lĩnh vực bán hàng thì các bạn hãy add những thành viên vào nhóm. Để làm sao? Để chúng ta hãy ban đầu để tạo hiệu ứng đám đông, nhiều thành viên tham gia vào nhóm của mình. Bước số 3 mới là bước các bạn quảng bá và viết bài viết để thu hút thành viên của chúng ta từ bên ngoài vào nhóm. Các bạn có thể đăng như sau, ví dụ như là hiện tại thì Trinh đang có một nhóm cộng tác viên với quy trình ra đơn sau 24 giờ và link nhóm tham gia thì Trinh sẽ để ở phần comment nhé. Và để duy trì hoạt động của nhóm này thì các bạn cần có cho Trinh một cái, đó là các bạn hãy có sẵn một kho content cũng như là kho hình ảnh để các bạn có thể hàng ngày các bạn gửi những cái thông tin về hình ảnh cũng như là content của mình vào trong đấy, để các bạn cộng tác viên có thể sẵn những cái hình ảnh cũng như content bài đăng để các bạn có thể đăng lên bán hàng. Và đôi khi chính những bạn cộng tác viên này của chúng ta sẽ là sỉ và sẽ là đại lý của các bạn trong tương lai. Và hiện tại thì Trinh cũng đang có một nhóm cộng tác viên với số thành viên gần 100 thành viên. Và nếu như bạn đang còn khó khăn trong việc lập nhóm và tạo một group bán hàng cộng tác viên thì bạn có thể inbox cho Trinh để Trinh chia sẻ với các bạn để có một nhóm bán hàng thật là uy tín nhé.